Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn giải chi tiết cũng như là phát triển đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và đề tham khảo năm 2020. Câu tiếp theo thầy muốn gửi đến cho các em đó là câu số 12, là một câu liên quan đến số phước. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung bài học. Người ta hỏi là mô đun của số phước 1 cộng 2y bằng, thì mô đun của số phước là căn bậc 2 của a bình cộng b, b bình, 1 bình là 1, 2 bình là 4, 4 cộng 1 là 5, căn 5. Đáp án là căn 5, câu 12c. Được không? Ổn không? Rồi tiếp theo là mô đun của 2 cộng y là căn bậc 2 của a bình cộng b bình, 2 bình là 4, 1 bình là 1, 1 cộng 4 là 5, căn 5. Đáp án là câu D. Được không? Rồi tiếp theo là câu 12.2, tính mô đun của số phước này. Rồi tối rồi. Z nhân 2 trừ y, xin lỗi, cộng cho 13y bằng 1. Muốn tính mô đun của số phước z thì chúng ta phải tìm được z, hiểu không? Phải tìm được z nha. Thì cái cụm này chứa z thì giữ lại thôi, phương trình bậc nhất á mà. Bằng 1 trừ 13y. Được không? Cộng 13y thì chuyển qua thành trừ 13y. Như vậy z sẽ bằng 1 trừ 13y chia cho 2 trừ y. Ổn không? Z bằng 1 trừ 13y chia 2 trừ y. Vậy giờ yêu cầu tính mô đun của z, chúng ta có thể bấm luôn cũng được. Rồi bấm máy tính. Số phước là mốt 2 nhé. Mô đun là cái hai gạch đúng không? Thì nó giống cái tuyệt đối á. Thì thầy bấm tuyệt đối nha. Đấy. Được không? Sau thầy nhập nó vô là 1 trừ 13y. Chia cho 2 trừ y mà. Đấy, bằng căn 34, được không? Cái này trong máy tính là, nói chung nếu bạn hiểu, thật sự hiểu á, thì mô đun quá là tuyệt đối là bạn chắc giống nhau, được không? Còn bạn không hiểu thì cứ bấm bình thường thôi. Căn 34 nha. Đáp án là câu cục B. Ổn không? Rồi tiếp theo là 12.3, cho số phước z1 bằng 1 cộng y, z2 bằng 2 trừ 3y, mô đun của z1 cộng z2 thì bấm luôn nhé. Shift hit 1 cộng y, rồi cộng cho 2 trừ 3y. Đấy, bấm luôn khỏi tính gì hết. Đấy, mi hệt bằng căn 13 nha. Cái này là nhanh nhất á. Đáp án là câu A. Được chưa? Rồi tiếp theo ta sẽ đến 12.4, là câu liên quan đến số phước liên hợp. Muốn biết số phước liên hợp thì chúng ta phải xử lý này đã. Bạn bấm cho thầy y nhân 3y cộng 1. Đây, y nhân 3y cộng 1 bằng trừ 3 cộng y. Liên hợp là đổi dấu trước y nhé. Như vậy nó là trừ 3 trừ y. Trừ 3 trừ y, trừ 3 trừ y. Đáp án là câu D. Và liên hợp ký hiệu là dít ngang nhé, dít gạch trên đầu. Cho số phước z1 bằng 2 trừ 3 y, z2 bằng 1 cộng 4 y. Tìm số phước liên hợp của z1 nhân z2. Giờ ta lấy z1 nhân z2 thôi. 2 trừ 3 y, rồi 1 cộng 4 y. Đây, 2 trừ 3y, 1 cộng 4y bằng 14 cộng 5y. Liên hợp thì đổi dấu nhé, là 14 trừ 5y. 14 trừ 5y, đáp án là câu D. Ổn không? Rồi tiếp theo là tìm phần ảo B của số phước z1 trừ z2. Giờ lấy z1 trừ z2 nhé. 1 trừ 3y trừ mở ngoặc ra. Nhớ trừ là phải mở ngoặc ra nha. Trừ 2 trừ 5y.
Rồi, thầy nhập xong rồi này. Bằng 3 cộng 2y. Người ta hỏi phần gì? Phần ảo chính là hệ số đứng trước. Đứng trước y chính là số 2. Đáp án là câu B. Được không? Rồi 12.7 cho số phức z, tìm phần thực của số phức z bình. Lấy thằng này bình thôi. 3 cộng 2y tất cả bình. 3 cộng 2y tất cả bình. Bằng 5 cộng 12y, phần thực là 5, phần ảo là 12. Phần thực là 5. Đáp án là câu C. Rồi câu cuối cùng của ngày hôm nay là 12.8. Tìm điểm biểu diễn của số phức W kép bằng y z. Y z, z lần này lấy y nhân z nhé. Y nhân 2 trừ y. Y nhân 2 trừ y bằng 1 cộng 2y. Điểm biểu diễn chính là AB là 1, 2. 1, 2. Đáp án là câu cũng đi. Rồi rất dễ dàng đúng không? Như vậy một câu liên quan đến số phước đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở câu số 3 liên quan đến hình UTZ. Xin chào tất cả các bạn.